Xin kính chào và cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Mường Ảng. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả cùng nghe phần tin. Ngày 17 tháng 12, Hội đồng Nhân dân huyện Mường Ảng khóa 3, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức bế mạc kỳ họp thứ 16. Đây là kỳ họp đầu tiên Hội đồng Nhân dân huyện khóa 3 tổ chức phát thanh trực tiếp trên hệ thống FM của Trung tâm Văn hóa huyện và được phủ sóng trong toàn huyện. Dự kỳ họp về phía tỉnh có đồng chí Nguyễn Đức Vượng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, nguyên trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, nguyên Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, Tổ trưởng Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu tại huyện, đồng chí Tần Minh Long, tỉnh ủy viên, Phó Ban Nội chính tỉnh ủy, đồng chí Nhữ Văn Quảng, Ủy viên Thường trực Hội đồng Nhân dân, Trưởng Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu tại huyện. Về phía huyện có đồng chí Nguyễn Tiến Đạt, tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, cùng các đồng chí đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, lãnh đạo các cơ quan ban ngành đoàn thể huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân huyện Mường Ảng tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân huyện năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, xem xét các báo cáo của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân huyện và các cơ quan hữu quan. Xem xét thông qua các tờ trình, dự thảo nghị quyết do Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện trình và một số nội dung quan trọng khác. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện, trong năm 2020, mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện, cùng với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và nhân dân, kinh tế xã hội của huyện tiếp tục được duy trì ổn định, phát triển đúng hướng. Duy trì diện tích cà phê có hiệu quả, chuyển đổi một số diện tích cà phê già cỗi, năng suất thấp sang trồng các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. Duy trì chăm sóc tốt 258 ha cây ăn quả, trồng mới 69 ha. Độ che phủ rừng đạt 31,6%, vượt 0,6% kế hoạch. Các xã duy trì và củng cố tiêu chí nông thôn mới đã đạt, số tiêu chí bình quân đạt 11,7 tiêu chí trên một xã. Không còn xã nào đạt dưới 5 tiêu chí. Các lĩnh vực thu hút đầu tư tài nguyên môi trường cũng được huyện quan tâm phát triển. Trong năm cấp 549 trên 500 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu ngân sách trên địa bàn đạt 29,9 tỷ đồng, đạt 124,5% kế hoạch. Trong đó, thu ngân sách huyện hưởng đạt 27 tỷ đồng, đạt 119,4% kế hoạch. Thực hiện giải phóng mặt bằng cơ bản các công trình trọng điểm, chặn dòng hồ chứa nước Ảng Cang, thực hiện quy hoạch chi tiết nghĩa trang nhân dân huyện, chỉnh trang đô thị thị trấn Mường Ảng, đưa vào sử dụng chợ trung tâm huyện giai đoạn 1. Các lĩnh vực văn hóa xã hội, tư pháp, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, thanh tra và phòng chống tham nhũng, quốc phòng an ninh cũng được huyện quan tâm chú trọng. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 28 trường đạt chuẩn quốc gia, các vấn đề an sinh xã hội được bảo đảm. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm gần 5%, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân huyện cũng dành phần lớn thời gian cho phần chất vấn và trả lời chất vấn. Hầu hết các câu hỏi chất vấn của đại biểu đúng trọng tâm, rõ ràng, truyền tải được những quan tâm, bức xúc của cử tri gửi đến các ban ngành đoàn thể của huyện. Phần trả lời chất vấn của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện và các phòng ban đã đi thẳng vào các nội dung đại biểu đặt ra, cơ bản đáp ứng yêu cầu của đại biểu, xoay quanh các vấn đề về quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, xây dựng nghĩa trang nhân dân huyện, vấn đề trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, chương trình xây dựng nông thôn mới, phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi, vấn đề đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn và nhiều vấn đề quan trọng khác. Với tinh thần dân chủ nhất trí cao, kỳ họp đã biểu quyết thông qua 8 nghị quyết. Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân huyện Mường Ảng khóa 3, nhiệm kỳ 2016-2021 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Mời quý thính giả cùng nghe toàn văn bài phát biểu bế mạc kỳ họp của đồng chí Nguyễn Tiến Đạt, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện. Kính thưa các đồng chí đại biểu, thưa cử tri và nhân dân trong toàn huyện, sau 1,5 ngày làm việc với tinh thần tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 3 đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra. Kỳ họp đã được nghe Tổ đại biểu Hội đồng Nhân tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân tỉnh khóa 14 và nghe lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện, thủ trưởng các cơ quan đơn vị trả lời
giải trình, báo cáo những nội dung mà đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, cử tri và nhân dân huyện nhà quan tâm. Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân huyện đã xem xét cho ý kiến vào 37 báo cáo tờ trình kế hoạch do Ủy ban dân huyện và các cơ quan đơn vị trình. Hội đồng dân đã tiến hành thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường. Hội đồng dân huyện thống nhất thông qua 8 nghị quyết làm cơ sở để các cơ quan đơn vị tổ chức triển khai thực hiện. Đây là những vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế xã hội của huyện trong năm 2021 và cả giai đoạn 2021-2025, tạo đà lực để chúng ta hoàn thành mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ 23 đã đề ra. Kính thưa toàn thể kỳ họp, thưa toàn thể cử tri và nhân dân, năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ 23, nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 14 và tiến tới là nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng. Năm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp. Bên cạnh thời cơ thuận lợi, dự báo chúng ta còn gặp nhiều khó khăn thách thức. Để nghị quyết hội đồng nhân dân huyện được thông qua sớm đi vào cuộc sống ngay sau kỳ họp này, tôi đề nghị: một, thường trực hội đồng nhân dân huyện, các ban hội đồng nhân dân huyện, tổ đại biểu hội đồng nhân dân huyện, các vị đại biểu hội đồng nhân dân huyện tiếp tục làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về kết quả kỳ họp để mọi người hiểu và tạo sự đồng thuận, thống nhất trong nhận thức và hành động nhằm triển khai có hiệu quả các nghị quyết mà Hội đồng nhân dân huyện vừa thông qua. Tổ chức thật tốt công tác giám sát việc chấp hành pháp luật và thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện đã được thông qua tại kỳ họp, trong đó quan tâm giám sát việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện. Các nội dung Ủy ban dân huyện, phòng ban chuyên môn giải trình đã hứa cam kết tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn. 2. Đề nghị Ủy ban dân huyện sớm triển khai thực hiện các nghị quyết đã được Hội đồng dân huyện thông qua, trong đó rà soát bổ sung những giải pháp thiết thực, khả thi, cụ thể, phù hợp với điều kiện của huyện để tổ chức thực hiện với tinh thần quyết tâm cao nhất, trách nhiệm nhất. Trong chỉ đạo điều hành cần tiếp tục chủ động, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, tạo đột phá gắn với trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, kịp thời phát hiện những vướng mắc phát sinh để điều chỉnh bổ sung cho phù hợp. Hội đồng nhân dân huyện yêu cầu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, giải quyết nhanh nhất, tốt nhất nhiệm vụ được giao, nhất là những khó khăn vướng mắc của nhân dân. Với quyết tâm triển khai nhanh, đầy đủ, tích cực các chương trình dự án trọng điểm để từng bước hiện thực hóa, cụ thể hóa nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020-2025, đưa huyện phát triển bền vững, trở thành đô thị cửa ngõ của tỉnh Điện Biên. Kính thưa các đồng chí đại biểu, thưa toàn thể cử tri và nhân dân, với tinh thần đoàn kết dân chủ, trách nhiệm cao trước nhân dân và những đóng góp tích cực đầy tâm huyết của các vị đại biểu, kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân huyện đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Hội đồng nhân dân huyện, tôi xin cảm ơn và đánh giá cao sự chuẩn bị, phối hợp chặt chẽ của Ủy ban dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, các cơ quan hữu quan. Cảm ơn các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, biểu dương Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban dân, Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình đã chuẩn bị và phục vụ kỳ họp chú đáo. Hội đồng nhân dân huyện kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, tăng cường đoàn kết, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thách thức, thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021.
nhân dịp chuẩn bị đón năm mới dương lịch 2021, thay mặt Hội đồng dân huyện, xin kính chúc các đồng chí đại biểu cùng toàn thể cử tri và nhân dân huyện Mường Ảng lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, năm mới, thắng lợi mới. Thưa quý thính giả, kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 3 đã thành công tốt đẹp. Đây là kỳ họp cuối năm. Nhiều quyết sách quan trọng được đưa ra bàn thảo và quyết nghị. Kỳ họp được truyền thanh trực tiếp, vì vậy cử tri và nhân dân trong huyện bày tỏ sự tin tưởng những quyết sách đúng đắn sẽ tạo chuyển biến rõ nét cho phát triển kinh tế xã hội địa phương trong năm 2021 và cả chặng đường tiếp theo. Kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân huyện có nhiều đổi mới. Kỳ họp đã tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trong năm, thống nhất các giải pháp trong chỉ đạo, điều hành, chỉ tiêu phát triển năm tới và những năm tiếp theo, cùng nhiều quyết sách quan trọng khác của huyện. Chính vì vậy, đây là kỳ họp được cử tri, nhân dân trong huyện đặc biệt quan tâm, theo dõi sát sao, đáp ứng niềm tin, sự kỳ vọng của cử tri và nhân dân. Các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã thể hiện rõ tâm huyết, trách nhiệm của mình, tập trung trí tuệ, thảo luận đóng góp ý kiến, đưa ra các giải pháp quan trọng trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của huyện trong thời gian tới. Đặc biệt là phiên chất vấn kỳ họp này đi sâu vào các vấn đề về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, tài nguyên môi trường, giáo dục và đào tạo. Hầu hết các câu hỏi chất vấn của đại biểu đúng trọng tâm, rõ ràng, truyền tải được những quan tâm, bức xúc của cử tri gửi đến các ban ngành đoàn thể của huyện. Các nội dung chất vấn đã được các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện và các cơ quan trả lời làm rõ, thể hiện trách nhiệm cao, thẳng thắn, đi thẳng vào trọng tâm vấn đề mà cử tri quan tâm. Đồng thời đưa ra những giải pháp để khắc phục những hạn chế, bất cập, quyết tâm làm chuyển biến tình hình, tạo sự đồng tình của đại biểu Hội đồng Nhân dân và cử tri trong huyện. Được nghe trực tiếp các nội dung của kỳ họp tại hệ thống truyền thanh của huyện, ông Nguyễn Công Nuôi, cử tri thị trấn Mường Ảng bày tỏ. Là một cử tri, theo qua được nghe cái đài truyền thanh của huyện là phát thanh cái cuộc họp kỳ họp lần thứ 16 của Hội đồng Nhân dân huyện. Thế từ khi khai mạc cho đến cái nội dung cuộc họp thì họ nhất là cái vấn đề chất vấn và trả lời chất vấn thì cũng rất là rõ ràng, cụ thể, minh bạch. Thì đó là một cái hình thức rất là mới mẻ mà cũng nên cần phát huy. Còn tuy nhiên là một số đại biểu trả lời chất vấn thì cũng chung chưa thật là cụ thể, cần phải khắc phục vấn đề này. Mà đối với chúng tôi cử tri thấy là theo dõi rất đợt đây rất là quý, rất tốt. Ông Đặng Xuân Ưng, cử tri thị trấn Mường Ảng nói. Có thể nói kỳ họp thứ 16 của Hội đồng Dân huyện kỳ này là một đổi mới cực kỳ sâu sắc. Tôi ở đây đã gần 50 năm, nhưng chưa có một kỳ họp Hội đồng Nhân dân nào mà được truyền thanh trực tiếp một cách rất bài bản, rất cụ thể. Thì qua cái buổi họp ngày hôm qua, tôi được nghe truyền thanh trực tiếp. Chúng tôi, nhân dân chúng tôi phải chọn những cái địa điểm tốt nhất để mà nghe những cái bài phỏng vấn và những câu chất vấn. Đặc biệt là chúng tôi thấy cái bài chất vấn của đại biểu Ngô Thị Hải Yến về vấn đề vệ sinh môi trường, về vấn đề đường 27m, rồi về vấn đề giải phóng mặt bằng, chúng tôi thấy rất cụ thể và rất sắc đáng. Đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo huyện trả lời như đồng chí chủ tịch, rồi đồng chí phó phòng tài nguyên môi trường, rồi đồng chí giám đốc ban quản lý dự án trả lời rất rành mạch, rất cầu thị, với tinh thần cầu thị và tiếp thu một cách trọn vẹn. Đến bây giờ có thể nói tôi cho là một cuộc họp Hội đồng Nhân dân thứ 16 là một thành công mà nhân dân rất mong đợi. Đặc biệt là cái phần kết luận của đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện rất rõ ràng, rất cụ thể. Mà ngay cái buổi kết luận của đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện đấy, thì sáng ngày hôm sau, tức là sáng ngày hôm nay, là chúng tôi thấy là cái đoàn cán bộ của huyện, của thị trấn là các đồng chí triển khai ngay, làm ngay. Và tất cả các cái sự việc trả lời của đồng chí Phó phòng Tài nguyên Môi trường cũng thế. Thế rồi vấn đề đăng ký quyền sử dụng đất, rồi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vấn đề tài nguyên môi trường, vấn đề giải phóng mặt bằng. Bao nhiêu năm qua chưa làm được, nhưng bây giờ chúng ta làm được. Mà công chí trực tiếp là triển khai, đi làm ngay, xuống tận nơi, tận chỗ. Thì với là những người cử tri của thị trấn Mường Ảng nói riêng và của huyện Mường Ảng nói chung, chúng tôi đang mong đợi những cái việc đổi mới của huyện Mường Ảng ngày càng phát triển hơn nữa. Mà rất mong là các ông chí lãnh đạo, chúng tôi là những người nhân dân rất tin tưởng và mong huyện Mường Ảng chúng ta có một cái hệ thống lãnh đạo, có một hệ thống chính trị cực kỳ vững vàng như bây giờ, tất cả vì dân,
vì sự phát triển đô thị, vì sự phát triển của huyện Mường Ảng. Qua các ý kiến của cử tri cho thấy, hoạt động của Hội đồng Nhân dân huyện ngày càng có nhiều đổi mới, đi sâu vào thực tiễn, góp phần tạo sự kết nối, niềm tin tưởng của cử tri. Mong rằng lời hứa của các đại biểu sẽ sớm được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực, góp phần thúc đẩy thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện trong thời gian tới. Ngày 17 tháng 12, Ban Quản lý Dự án các công trình huyện Mường Ảng đã tổ chức thả cá giống, bổ sung tái tạo nguồn lợi thủy sản lòng hồ chứa nước Ảng Cang. Với chủ trương chính sách phát triển nguồn lợi nuôi trồng và phát triển nguồn lợi thủy sản, khai thác tiềm năng vùng hồ chứa nước Ảng Cang giai đoạn 2020-2025, đề án tái cơ cấu ngành thủy sản theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trên địa bàn huyện. Dịp này, Ban Quản lý Dự án các công trình huyện Mường Ảng đã tổ chức thả hơn 2 tạ cá, gồm các loại cá như cá mè, cá trôi, cá chép. Đây là những loại cá có tính thích nghi cao và có thể phát triển tốt trong môi trường tự nhiên. Những năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mường Ảng thường xuyên quan tâm đến công tác định hướng giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ về chính trị tư tưởng, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Tổ chức học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chương trình giáo dục chính trị cơ bản, các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, các hoạt động thông tin tuyên truyền cổ động, định hướng nhận thức xây dựng cho cán bộ chiến sĩ có lập trường kiên định, tư tưởng vững vàng. Cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện yên tâm gắn bó với đơn vị, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hàng năm, 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó trên 85% hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Công tác khám tuyển và gọi công dân nhập ngũ được tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc. Kết quả hàng năm, Mường Ảng luôn hoàn thành chỉ tiêu quân số, đảm bảo tiêu chuẩn sức khỏe, trình độ văn hóa, phẩm chất đạo đức, phong cách chính trị vững vàng. Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân là nhiệm vụ quan trọng nhằm phát huy năng lực, trách nhiệm thi hành pháp luật của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, hình thành nếp sống tự quản theo pháp luật trong cộng đồng dân cư, thông tin kịp thời các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước đến nhân dân. Hàng năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Căn cứ vào kế hoạch hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện, Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức thành viên đã chủ động xây dựng nội dung tuyên truyền. Hàng năm mở nhiều đợt tuyên truyền giáo dục pháp luật với các nội dung tuyên truyền chủ yếu: nghị quyết đại hội đảng các cấp, luật đất đai, luật hôn nhân và gia đình, luật giao thông đường bộ, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội. Thời gian qua, huyện Mường Ảng đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành quy định đảm bảo an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe, quyền lợi của người tiêu dùng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn. Hàng năm, Ban chỉ đạo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm huyện và các xã thị trấn được kiện toàn, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện, chấp hành các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng thời, phối hợp với lực lượng liên ngành kiểm tra đột xuất quá trình sản xuất kinh doanh của các cơ sở trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, đã tổ chức các đoàn kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, phát hiện và xử phạt hành chính cơ sở vi phạm việc không niêm yết giá thành sản phẩm, vi phạm quy định về điều kiện chung trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản thực phẩm. Ngoài ra, còn thường xuyên điều tra, cập nhật, bổ sung danh sách các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, bếp ăn tập thể để quản lý và ký cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định. Đến nay, 100% các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn đã ký cam kết sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn theo quy định. Xã Xuân Lao hiện có hơn 120 người nghiện ma túy. Hiện nay, ma túy đang là vấn nạn ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự, phát triển kinh tế trên địa bàn. Song công tác cai nghiện còn gặp nhiều khó khăn. Trong những năm gần đây, những người nghiện ma túy trên địa bàn được sử dụng thuốc methadone tại trạm y tế xã. Đây là hình thức cai nghiện ma túy hiệu quả, tuy nhiên đến nay vẫn chưa thu hút nhiều người nghiện tham gia. Số người nghiện ma túy trên địa bàn xã không những không giảm mà còn có chiều hướng tăng, chủ yếu tập trung ở độ tuổi trung niên và thanh thiếu niên. Dù biết vận động người nghiện từ bỏ ma túy, tu chí làm ăn phát triển kinh tế là nhiệm vụ khó khăn, nhưng cấp ủy, chính quyền xã Xuân Lao vẫn không ngừng cố gắng. Song song với công tác tổ chức cho các đối tượng nghiện ma túy đi cai nghiện, chính quyền xã chỉ đạo các ban, đoàn thể, tổ chức hội tích cực tuyên truyền cho nhân dân về tác hại của ma túy. Đồng thời vận động những người chưa nghiện tránh xa ma túy, những người đang nghiện thường xuyên đi uống methadone tại trạm y tế xã.
Chính phủ vừa ban hành nghị quyết về phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 2 cho các khách hàng. Theo đó, Chính phủ thống nhất phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 2 như đề xuất của Bộ Công Thương. Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan triển khai việc thực hiện, đảm bảo chặt chẽ đúng đối tượng, không để trục lợi chính sách. Trong đợt giảm tiền điện lần 2 này, giá bán lẻ điện cho các khách hàng sử dụng điện sinh hoạt được giảm 10% từ bậc 1 đến bậc 4. Khách hàng là các cơ sở lưu trú du lịch và khách hàng có kho chứa hàng hóa trong quá trình lưu thông sẽ giảm giá điện từ mức giá bán lẻ điện áp dụng cho kinh doanh bằng giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất. Tại lần này, không thực hiện hỗ trợ giảm tiền điện đối với các cơ sở phục vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19, thu phí cách ly y tế tập trung theo chỉ đạo tại văn bản số 7713 ngày 15 tháng 9 năm 2020. Giảm 100% tiền điện cho các cơ sở được dùng để cách ly, khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm đã nhiễm COVID-19. Giảm 20% tiền điện cho các cơ sở y tế được dùng để khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm đã nhiễm COVID-19. Tổng số thời gian hỗ trợ giảm giá tiền điện và giảm tiền điện cho khách hàng là 3 tháng tại các kỳ hóa đơn là tháng 10, 11 và 12. Hóa đơn hỗ trợ giảm giá điện của 3 tháng trên được lập trong tháng 12 năm 2020. Trường hợp hóa đơn tiền điện tháng 12 năm 2020 của khách hàng sử dụng điện chưa được phát hành thì số tiền hỗ trợ giảm giá điện và giảm tiền điện của 3 tháng trước được hoàn trả trong hóa đơn tiền điện tháng 12 năm 2020. Trường hợp hóa đơn tiền điện tháng 12 năm 2020 của khách hàng đã được phát hành hoặc tổng số tiền điện được hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện lớn hơn tiền điện tại hóa đơn tiền điện tháng 12 năm 2020 thì thực hiện hoàn trả cho khách hàng tương với số tiền điện được giảm giá điện, giảm tiền điện vào các kỳ hóa đơn tiền điện tiếp theo. Trước đó, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, các khách hàng sản xuất và kinh doanh cũng đã được giảm giá 10% giá điện ở tất cả các khung giá giờ cao điểm, giờ bình thường và giờ thấp điểm. Ước tính tổng số tiền điện hỗ trợ giảm cho các khách hàng sử dụng điện lần 1 là hơn 11.000 tỷ đồng. Với tổng số thời gian hỗ trợ là 3 tháng, tháng 4, tháng 5 và tháng 6. Nghị định 143/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014 ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018 ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014, trong đó sửa đổi bổ sung chính sách về hưu trước tuổi. Cụ thể, đối tượng tinh giản biên chế nếu có tuổi thấp hơn tối đa đủ 5 tuổi và thấp hơn tối thiểu đủ 2 tuổi với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 điều 169 Bộ luật Lao động và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và được trợ cấp 3 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 điều 169 Bộ luật Lao động. Đối tượng tinh giản biên chế nếu có tuổi thấp hơn 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu tối thiểu quy định tại khoản 3 điều 169 Bộ luật Lao động và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, trong đó có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành, hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên, thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi. Đối tượng tinh giản biên chế nếu có tuổi thấp hơn 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 điều 169 Bộ luật Lao động và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Lan tỏa phong trào dân vận khéo. Thời gian qua, phong trào thi đua dân vận khéo đã được cấp ủy chính quyền huyện Mường Ảng triển khai rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng, phong phú và thiết thực. Nhiều mô hình trên các lĩnh vực đã phát huy hiệu quả tích cực, tạo sức lan tỏa lớn trong cộng đồng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Thực hiện chỉ đạo của Ban Dân vận Trung ương và của tỉnh về tổ chức phong trào thi đua dân vận khéo, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể huyện Mường Ảng đã quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng trong công tác dân vận để chỉ đạo triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua dân vận khéo. Nổi bật trong thực hiện dân vận khéo là nhiều cấp ủy cơ sở đã chỉ đạo đăng ký các mô hình bám sát các nội dung phong trào, đổi mới phương pháp vận động quần chúng, góp phần tích cực đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.
tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, giảm thiểu tai nạn xã hội, phát huy cao độ tinh thần tự quản và ý thức cộng đồng của nhân dân, xây dựng bản tổ dân phố văn hóa, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân từng bước cải thiện. Bộ mặt nông nghiệp nông thôn vùng đồng bào các dân tộc có nhiều khởi sắc, nhiều mô hình dân vận khéo được chỉ đạo, tổ chức thực hiện sáng tạo từ thực tiễn cơ sở đã kịp thời động viên, phát huy vai trò chủ thể của các tầng lớp nhân dân trong thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, thay đổi phương thức canh tác nhỏ lẻ, lạc hậu, xây dựng vùng sản xuất tập trung có năng suất chất lượng cao. Năm 2020, xã Hàng Cang phấn đấu cơ bản đạt nông thôn mới. Từ việc triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, nhiều tuyến đường nội bản, liên bản đã được đổ bê tông sạch đẹp, các công trình trường học, nhà văn hóa được xây dựng khang trang, nhiều mô hình kinh tế được nhân rộng. Đây chính là thành quả của công tác dân vận khéo khi cấp ủy, chính quyền và người dân cùng vào cuộc xây dựng nông thôn mới. Quá trình triển khai chương trình, xã đã công khai xin ý kiến người dân đối với từng phần việc, công trình cụ thể. Qua đó tạo niềm tin với người dân. Tại thị trấn Mương Ảng, phong trào thi đua dân vận khéo đã trở thành động lực thúc đẩy kinh tế phát triển. Nhiều kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo được đúc rút và tạo sự lan tỏa, giúp nhiều hộ dân trong diện giải tỏa, khẩn trương bàn giao mặt bằng thi công các công trình trọng điểm của huyện. Những kết quả thiết thực của phong trào thi đua dân vận khéo ở Mường Ảng đã và đang đem lại hiệu quả tích cực, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết công tác phòng chống cháy rừng ở xã Mường Đăng. Xã Mường Đăng có tổng diện tích tự nhiên trên 6.570 ha, trong đó diện tích đất có rừng là hơn 2.700 ha. Để chủ động trong công tác phòng chống cháy rừng trên địa bàn, xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và mọi người dân đối với công tác phòng chống cháy rừng. Thấy rõ được vai trò đặc biệt quan trọng của rừng đối với sự phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái và hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu. Trong năm 2020, Ủy ban Nhân dân xã đã tổ chức 11 buổi tuyên truyền cho nhân dân các bản nắm được về luật lâm nghiệp, nghị định số 35/2019 ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ phát triển rừng và quản lý lâm sản. Bảo vệ rừng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhất là đối với các hộ có rừng. Tuyên truyền chỉ thị của Ủy ban Nhân dân xã về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô năm 2020-2021, phương án phòng cháy chữa cháy rừng. Ủy ban Nhân dân xã đã kiện toàn lại Ban chỉ huy phòng chống cháy rừng, quản lý bảo vệ rừng của xã gồm 27 đồng chí và thành lập 11 tổ bảo vệ rừng ở các bản gồm 110 người. Nhiệm vụ của các thành viên đã được trưởng ban phân công. Trong năm 2020, Ủy ban Nhân dân xã đã phối hợp và chỉ đạo kiểm lâm địa bàn tổ chức kiểm tra bắt giữ được 2 vụ vận chuyển và 1 vụ cất giữ lâm sản gỗ. Thời gian tới, xã tiếp tục tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân, lồng ghép tuyên truyền các văn bản, quy chế bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng, hướng dẫn cho bà con thu gom cỏ tạp, cây bụi, tạo vành đai cản lửa, chống cháy rừng. Trong đó, chú trọng tại các bản dễ xảy ra cháy rừng, đồng thời phân vùng trọng điểm nguy cơ cháy rừng, xây dựng hệ thống thông tin liên lạc từ xã đến bản, tổng hợp số điện thoại di động của thành viên, thường trực, các gia đình, kiện toàn lực lượng phòng cháy chữa cháy rừng của xã trong tổ xung kích, lực lượng dân phòng, mỗi bản có ít nhất một tổ đội phòng cháy chữa cháy, xây dựng các phương án tác chiến các cụm chữa cháy, các biện pháp chữa cháy chi tiết được đề ra bằng các phương án trực tiếp và gián tiếp. Đặc biệt, Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong công tác quản lý bảo vệ rừng phòng cháy chữa cháy rừng xã, giao trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân. Phân công người trực 24/24 giờ ở thời điểm nắng nóng kéo dài, thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, cập nhật thông tin dự báo cháy rừng, phối hợp với ban chỉ đạo xã và các đơn vị liên quan phổ biến thông tin cảnh báo cháy rừng đến mọi người dân. Chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất sẵn sàng xử lý tình huống khi có cháy rừng xảy ra. Tăng cường sự phối kết hợp, đồng bộ giữa các lực lượng kiểm lâm, công an, quân sự và các ban ngành đoàn thể trên địa bàn xã. Và đến đây, chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình xin phép được khép lại. Chương trình được thực hiện bởi các phóng viên Nguyễn Hoàn, Anh Luân, Nguyễn Hưởng với sự tham gia của phát thanh viên Khánh Hòa.
chịu trách nhiệm nội dung Giám đốc Phạm Văn Quyết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.